nước giải rượu chua à, cho ngày vui không quên à. Đông trùng hạ thảo bán tự nhiên, sản phẩm có chất lượng cao vượt trội. Dũng ơi, cho uống chén trà này. Vâng, chào xin cô. Ôi dồi ôi, khiếp, anh Dũng này chưa chặt chưa lòi, không về nhà cơm nước ra đây ngồi trà đá này sướng thế. Con, dạ. Mày lại nói anh thế. Đang mang cơm vào cho mẹ đấy à? Vâng. Thực ra là tôi ra đây là để làm cốc nước, là phụ thôi, nhưng mà chủ yếu là đang ở đây này, nghiên cứu cái cách nấu ăn. Con thấy không? Anh Dũng nhá, bây giờ học cách nấu ăn nữa này. Ôi, kỹ sư làng mình nhá. Anh Dũng là một, kỹ sư Khánh là hai, kỹ sư Ánh là ba, toàn những người giỏi thôi. Ai mà lấy được kỹ sư Dũng ấy là sướng đấy con ạ. Ôi nhá, vừa hát hay này. À, dạ. Đàn giỏi này. À, dạ. Trồng cây giỏi này. Ui. Nuôi con giống giỏi này. Thấy chưa? Chứ ai như con ấy, cứ đi ra đi vào đưa cơm cho bố mẹ, thế xong lại quay về nhà, dọn dẹp việc nhà, thế xong rồi lại xem điện thoại, lại đi ngủ, chả làm sao cả. Nhưng mà anh Dũng thì anh ấy lớn tuổi, anh ấy biết nhiều nghề, anh ấy giỏi hơn con bao nhiêu, sao mẹ cứ đem so sánh con với cả anh Dũng nhỉ? Thế này thì kệ mẹ con đi về đây. Mà cứ so sánh, con để lại cơm cho mẹ con đi về. Cái chữ gì đây nhỉ? Bố cho con cái kính, con đeo đọc cái chữ này cái nhập nhằng quá, chả thấy là cái gì. Này con này. Dạ. Suốt ngày bố thấy con lúc nào cũng dán mắt vào điện thoại, hay là mày cận rồi? Mày thử đeo cái này xem nhìn có rõ nào. Rõ không? Rõ hơn. Thôi thả không rồi, thôi anh đưa kính của tôi đây. Cái này anh cận rồi, cận lòi ra rồi. Suốt ngày thì áp cả cái mặt vào điện thoại mà 24/24 đi. Mà này, bố nói cho con biết đấy, điện thoại mà nó ảo lắm. Nhiều khi mày, tao thấy mày cứ tối mịt mịt mà mày cứ thế này thì hỏng hết mắt rồi. Cái gì? Dạ. Cái gì mà hỏng mắt với cả hỏng tai? Này bà. Dạ. Con trai mình nó hỏng mắt rồi. Đâu? Con sao mà hỏng mắt? Đấy, giờ nó nhìn vào chữ nó có đọc được đâu. Thôi chết. Nó đeo kính của tôi phát này là nó nhìn rõ một luôn. Ôi thôi chết rồi. Bây giờ thế này, ngay ngày mai nhá. Vâng. Bà đưa nó lên phố huyện đo mắt đàng hoàng mới đeo được. Chứ không đeo lung tung được đâu con ạ. Thôi chết rồi. Không được rồi. Chưa vợ con gì mà lại đeo cái kính dày hụ như này. Cô già đấy phải mười mấy tuổi ấy. Có khi anh sắp già bằng bố anh rồi. Lúc nào mặt cũng cắm vào điện thoại, làm sao mà chả cận. Bà nói hơi quá này. Anh sắp già bằng bố anh rồi. Cái này nó già nó không già, nhưng mà được cái nó to cao này mà nó là thêm cận nữa thì chắc là còn lâu mới lấy được vợ còn ạ. Con là to cao. To cao là ý bố mày nói là nó ngược lại ấy. Thế mày rồi. Để ngày mai đi lo kính cho nhá. Con ăn cơm đi. Thôi. Để con muốn ăn cơm, con xới cơm nhá. Ra đây con. Ôi. Mâm cơm một màu đỏ chét, toàn thấy màu đỏ này. Cà rốt đỏ này, cà rốt này, cà rốt này. Ôi giời. Đấy không phải là màu đỏ mà là màu cam. Rồi cứ chê thằng thân nó cận. Con nhập nhà mà con vẫn thấy là cam pha đỏ và pha xanh đấy. Đúng rồi, vàng vàng. Thấy không? Này, nhưng mà tôi nhìn thấy cái màu này nó rứt mắt lắm. Bà biết không, ăn uống cái mắt nó quan trọng lắm. Mắt nó là thưởng thức đấy, ngon hay không là do con mắt đấy. Trời ơi, biết tại sao em nấu nhiều cà rốt không? Sao? Đây nha, canh khoai cà rốt nha. Đấy, ninh sườn nhá, đấy. Salad cà rốt nhá. Úi dồi ôi, sốt dưới lên nhá. Cần tây, hành tây, cà rốt, xào thịt bò. Ôi, tất cả những cái thứ này nhá. Đấy, rất bổ mắt cho anh con trai nhà mình. Đấy nhá, mình thấy không? Úi dồi. Vụng trèo, khéo trông mẹ mày, phải nói là nhất ở cái làng này đấy. Văn hay chữ tốt mà này. Đấy, cảm ơn con. Thôi cả ăn cơm đi. Thôi tóm lại cái thời trẻ ấy, là mẹ con lừa được bố là tốt lắm rồi. Tỏi kim cương Đông Á, món quà kim cương cho sức khỏe. Bổ thận dược quý đường giúp hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới. Thôi, đây cô ạ. Thôi, nhìn cà rốt
Rồi ôi, kỹ sư Khánh chồng này, rồi ôi, củ nào cửa ấy cứ mẫm như này, thích nhở? Dạ, năm nay khí hậu thuận lợi cho nên là cây phát triển tốt cô ạ. Trồng cà rốt này có khó không hả cháu? Không khó đâu cô ơi, nếu mà cô muốn trồng ấy thì cháu sẽ chỉ cách cho cô ạ. Ôi dồi ôi, thế thì tốt quá, cháu chia sẻ luôn cho cô với. Dạ vâng ạ, trồng củ cà rốt này thì người ta sẽ dùng cái cách là gieo hạt. Thì cô có thể gieo trực tiếp vào đất sau khi đã phối trộn. Và sau đó thì bổ sung thêm một ít đất mùn sau khi mà hạt nó đã nảy mầm ấy, để giữ độ ẩm cho đất, thế là được. Này, thời điểm này cô gieo có được không? Thời điểm mà gieo cà rốt thì thích hợp nhất là vào mùa xuân. Và để có cà rốt ăn quanh năm ấy thì cứ cách từ 2 đến 3 tuần cô sẽ gieo giống, làm như vậy trong suốt mùa vụ. Và gieo lần cuối cùng vào thời điểm là 1 tháng trước khi mà bắt đầu có sương giá, thế là được ạ. Thế chăm sóc cây con có khó không hả cháu? Thường thì cà rốt sẽ mất từ 2 đến 4 tháng để trưởng thành. Và trong suốt cái thời gian này mình chỉ cần giữ ẩm cho đất nhưng mà không ướt là được ạ. Và phải chăm sóc phòng ngừa sâu bệnh cho cây đúng không hả cháu? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Rồi cô cảm ơn cháu, cô cũng đắm được chút ít rồi. Dạ. Có gì chưa hiểu hoặc là chưa rõ cô sẽ gọi điện hỏi cháu nhá. Dạ vâng, cô cứ trồng đi ạ. Không hiểu đâu thì cô lại alo cho cháu ạ. Dạ. Rồi cô cảm ơn cháu. Không có gì ạ. Cái này cô xin được không? Dạ được ạ. Về khoe với bác Dần. Dạ vâng ạ, vâng ạ. Cô về nhá. Chào cô ạ. Cái kính này là kính mình mua cho Thân mà. Thân ơi! Thân! Dạ! Ra đây mẹ bảo. Mẹ có gì ạ? Cái kính này có phải là kính mẹ mua cho con để chống cận không? Dạ vâng, đúng rồi. Sao con lại không đeo lại vứt lung ta lung tung ở đây? Cô biết con đeo chán rồi con bỏ nó đi thôi ạ. Tức là bỏ đi? Vâng. Và không đeo nữa? Vâng ạ. Ô thế cận không đeo kính thì đi kiểu gì mà nhìn kiểu gì? Ô thế sao lại coi thường cái sức khỏe thế nhở? Thế mẹ bỏ bao nhiêu tiền ra đây để mua cái kính cho con thế? Sao lại vứt đi? Con có cận đâu thì con làm gì có đeo làm gì cho mệt ạ? Ôi rồi, thế nào? Tôi là không cận. Không. Thế có nghĩa là mẹ mua cái kính này là con đeo vào con không chịu được và con bỏ đi và là con không cận? Thì con không cận thật, con cận không độ, cái kính này như là kính không độ mà con nó cận đâu? Bao nhiêu thứ là mẹ lo cho con nào thì nấu nướng ăn uống cà rốt cho con để sáng mắt. Thế hóa ra là không cận. Con không. Này nữa, tôi không cận thì cầm kính cất đi. Vâng. Nhanh lên rồi đi thu hoạch cà rốt với mẹ. À vâng ạ. Chào cô Tình ạ. Em chào anh. Chào Thân. Hôm nay cháu sang ấy là để muốn hỏi xem là cái vụ cà rốt nhà cô đã thu hoạch chưa. Thu hoạch được rồi cháu ạ. Cô với Thân nhà cô chuẩn bị đi bây giờ đấy. Dạ. Này Thân. Dạ. Sao nhìn khác thế? Em thấy em có khác gì đâu ạ? Da vàng hơn đây này. Chắc dạo này hút nhiều thuốc lào. Thôi nói đùa anh ơi. Không phải đâu ạ, dạo này là do chắc là em ăn nhiều cà rốt mà. Ngày nào mẹ em cũng cho ăn ngày 3 bữa đấy. Ôi dồi ôi, ăn nhiều cà rốt như thế là không tốt đâu mà cô Tình ạ. Nhiều quá là lại sinh ra phản tác dụng đấy. Ôi dồi ôi, vì cô nghĩ rằng là cứ ăn nhiều để nó bổ mắt. Thế hóa ra là không phải, không phải là cận. Cậu này nói dối đấy. Đây này, kính không độ này mua cho có dùng đâu. Đấy. Này cô bảo này. Dạ. Cháu nói là ăn nhiều cà rốt mà bị phản tác dụng à? Dạ. Cái gì thì mình cũng chỉ nên có điều độ và có mức lượng thôi cô ạ. Thế này thì chắc là không ổn rồi. Sao mày? Cái ruộng cà rốt nhà cô có khi cô phải bán hết đi, ăn cái khác. Chứ không nói mà ảnh hưởng đến sức khỏe của Thân, cô lo lắm cháu ạ. Ồ sao lại bán đi hả mẹ? Cái ruộng to như thế mình rồng sao lại bán đi làm gì? Thế chả bán đi, thế con có ăn cà rốt nữa đâu, có bị cận nữa đâu mà chả bán. Nhưng bây giờ con đã thích cà rốt rồi. Do ăn nhiều quá bây giờ đâm ra là quen, có là không, không có không chịu được. Thế hay là hôm nào anh sang đây nhà em có chắc là chỉ ăn cơm cà rốt anh sang ăn cùng cho nó vui đấy. Biết đâu vàng mặt giống em. Ôi con đùa mọi người thôi, con đắp mặt nạc nghệ mặt ong đấy để trị mụn đâm ra mặt nói vàng. Bây con rửa phát là hết ngay. Anh này, anh làm mẹ lo lắng quá cơ.